như thế các thanh thấy mình thân dạ dạ thú quân chúng thần được tin quân ra mở hội nghị ở bên mình thần thiết nghĩ trước hoàng ngoại xong bàn vương chống giặc là điều cơ mật là việc cần làm nhưng đã là việc đại sự quốc gia sao quân ra lại mang ra bên mình than để mà dạ thần hoài văn hầu quốc tọa nghe tin các phong hầu tướng soái mở hội nghị bên mình than bàn kế sách chống giặc xâm lăng nên chi thần tới đây xin quan ta cho cho hoài văn đưa dân bàn viết nước hay hay lắm triều đình đã bàn tướng chống giặc cần có sự cố gắng của quân dân trai gái trẻ già nhất trí đồng tâm tạo nên thế giới non đất biển. Của giang sơn xã tắc có câu giang đế nhà trẻ ra thôi cháu hãy lui chân kéo làm lỡ việc triều đình. Một lần nữa xin cảm ơn và chào.